Hello anh em, hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái quạt nhé của hãng Zhangyi. Hãng này là nhà máy gia công cho Xiaomi ấy. Nó chuyên gia công OEM cho các hãng khác thì Xiaomi đặt ở nhà này. Đây. Quạt này nó có 3 nấc nhá, 1 2 3 này. Đấy. 3 nấc rất đơn giản. Bầu quạt có thể chỉnh lên xuống được này. Đấy, mình chỉnh đa hướng được. Tức là chỉnh bằng cơm thôi, nhưng nó chỉnh đa hướng được. Ngóc lên ngóc xuống để cho bạn làm việc rất hợp lý nhá. Có màu xanh này, màu trắng này, màu hồng, 3 màu. Dùng rất ngon. Con này sẽ dùng nguồn 5V. Thành ra là anh em có khi mà dùng hết pin ấy, có thể dùng sạc dự phòng để bổ sung được. Đây này, cắm cổng micro vào đây. Trong hộp nó đi kèm một cổng micro rồi. Đây hộp như này. Đây hộp của nó Zhangyi. Con này đây, model của nó là ZXI6 nhá. Sử dụng nguồn 5V này, nặng khoảng độ 5 lạng, công suất là 4W, 3 màu. Đây, anh em chọn màu nào thì ghi chú qua đơn nhé. Đây, 3 màu rất là đẹp, mang đi dã ngoại các thứ hợp lý, để trên bàn làm việc rất hợp lý. Ok, anh em mà chốt nhanh tay nhé.